bơ, bà con ơi, bà con ta biết bơ hết rồi phải không bà con? Bơ là ai ăn? Bơ là nó tốt vô cùng cho sức khỏe phải không bà con? Bơ nó tốt vô cùng cho sức khỏe, nhưng có một số người và một số bệnh không ăn được bơ, chứ không phải là ai cũng ăn bơ được đâu nha bà con. Số người đó là bệnh gan là không ăn được bơ. Vui lòng không nên ăn bơ, không ăn được tiếp tục bệnh gan và gan yếu, bệnh gan, gan yếu, mẫn cảm, giảm cân, tiểu đường, bệnh tim, ung thư, bệnh thận, viêm khớp, tâm thần, dị ứng, đang cho con bú, bà bầu và những người ăn kiêng thì vui lòng không nên ăn bơ. Ăn bơ vào bệnh chúng ta lâu lành, lâu bớt, lâu khỏi, bởi vì bơ không ăn được. Đó là những người không ăn bơ, là những người có gan yếu, là những người có bệnh gan, mẫn cảm, giảm cân, tiểu đường, bệnh tim, bệnh ung thư, bệnh thận, viêm, viêm cái mà viêm khớp, thần thần cái mà tâm thần, dị ứng, đang cho con bú, đang ăn kiêng, bà bầu là vui lòng đừng ăn bơ bà con nha. Ăn bơ không tốt gì cho sức khỏe đó bà con ơi. Bơ nó có lợi cho sức khỏe vô cùng, là nó giảm được huyết áp, hội chứng chuyển hóa tim mạch, giảm nguy cơ đột tử, tốt tốt cho việc giảm cân, tốt cho việc ngăn ngừa ung thư, tốt cho việc bệnh viện khớp, làm giảm viêm, tăng cường khả năng miễn dịch, đường ruột, tốt tốt cho não, tốt cho thị giác, tốt quá bà con ha. Nhưng mà không phải tốt là chúng ta ăn bao nhiêu cũng được. Người lớn một ngày ăn hai trái, một ngày ăn nửa trái, người lớn ăn nửa trái, ăn 6 ngày là nghỉ một ngày, như vậy tốt. Nhưng mà chúng ta chỉ ăn được là nửa trái một ngày, không nên ăn quá, nó sẽ phản tác dụng bà con ơi. Kênh chúng tôi ngày nào cũng nói về đời sống và sức khỏe, bà con thấy được vui lòng chia sẻ cho mọi người cùng mạnh khỏe bà con ơi. Bà con thấy được vui lòng chia sẻ để mọi người khỏe mạnh cùng nhau bà con nha. Và đăng ký kênh để ủng hộ cho chúng tôi bà con ơi. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Đăng ký và chia sẻ ủng hộ bà con ơi.